Đạt Ma Sư Tổ Độ Chìm Oành Vũ, giảng ngày 23 tháng 2 năm 1987. Phật Thích Ca, Niệm Hòa Thị Chúng trên Pháp Hội Linh Sơn, chuyển Pháp Môn Tâm Ấn Vi Diệu. Tổ sư Ca Diếp đương thời hiểu ý chỉ của Phật, thỏa thích phá lên cười. Từ đó, Pháp Môn Phật Tổ Tâm Ấn bắt đầu truyền thừa. Tổ sư Ca Diếp vốn đã hơn 100 tuổi, ngài tu hạnh đầu đà, thường tinh tấn dụng công, không tùy tiện cười. Lần này cười là vì ngài biểu thị tâm ấn tâm của Phật. Phật Thích Ca đem pháp môn này truyền trao cho sơ tổ Ca Diếp, ngài Ca Diếp lại truyền cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền cho tổ Thương Na Hòa Tu, tổ Thương Na Hòa Tu lại truyền cho tổ Yêu Bà Cúc Đa. Các vị tổ sư đời đời truyền với nhau, truyền đến đời thứ 28, tức Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư thấy đương thời người Ấn Độ căn tánh chưa thành thục, mà căn tánh người Trung Hoa đã chín mùi, có thể tiếp thọ Pháp Đại Thừa. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi bằng đường biển đến cửa Quảng Châu. Cho nên Quảng Châu có câu Tây Lai Sơ Địa, mảnh đất đầu tiên mà Tổ sư Đạt Ma đến. Nhưng lúc đó người Quảng Châu chưa có thể tiếp thọ Pháp Đại Thừa, không nhận ra Đạt Ma Tổ sư, gọi ngài là Ma La Xoa. Đạt Ma Tổ sư mới lên đường đi Nam Kinh, ngài vốn muốn độ ngài Thần Quang trước. Ngài Thần Quang lúc đó đang ngồi giảng kinh thuyết pháp biện tải vô ngại, giảng đến nỗi trời giải hoa, đất vọt hoa sen. Đạt Ma Tổ sư hỏi ngài, tại sao ông giảng kinh? Ngài Thần Quang đáp, tôi dạy người liễu sinh thoát tử. Tổ Đạt Ma lại hỏi, kinh toàn giấy trắng mực đen, ông làm sao liễu sinh thoát tử? Thần Quang nghe rồi nổi giận, cho rằng Tổ Đạt Ma phỉ báng Tam Bảo, liền cởi râu chuỗi bằng sắt ở cổ ra đánh Tổ Đạt Ma, làm ngài rụng hết hai cái răng. Người xưa đa số hiểu biết võ thuật, nhưng người xuất gia không thể mang vũ khí tùy thân, chỉ mang một râu chuỗi bằng sắt rất nặng. Nếu hòa thượng nóng giận, tùy lúc có thể cầm đánh người. Cứ theo truyền thuyết rằng nếu răng thánh nhân rơi xuống đất, thì sự đó sẽ hạn hán 3 năm khiến chết đói nhiều người. Đạt Ma Tổ sư tuy bị đánh rụng hai cái răng, nhưng vì từ bi không muốn chúng sinh thọ khổ, cho nên không để răng rơi xuống đất mà nuốt vào bụng. Cho nên Trung Quốc có câu tục ngữ đánh gãy răng nuốt vào bụng, tức bắt nguồn từ đó. Đạt Ma Tổ sư thấy lúc đó không khế cơ với ngài Thần Quang, liền hướng về núi Nam Tung đi. Trên đường đi gặp con chim Oanh Vũ, chim hỏi ngài Tây Lai Ý, Tây Lai Ý, xin ngài dạy con kế xuất lồng. Đạt Ma Tổ sư đáp, kế xuất lồng, kế xuất lồng, hai chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm, đó là kế xuất lồng. Chim Oanh Vũ nghe rồi liền hiểu, bèn duỗi thẳng hai chân, nhắm hai mắt lại, nằm trong lồng giả chết. Chủ nhân trở lại xem, ê chim Oanh Vũ thế nào rồi, bèn mở lồng ra, cầm chim Oanh Vũ lên để trong tay, nhìn qua nhìn lại, chủ nhân nghĩ chắc Oanh Vũ không cử động gì hết. Chim Oanh Vũ không cử động gì hết, chắc đã chết rồi, nhưng tại sao thân còn ấm? Trong lúc do dự, bèn xòe bàn tay ra. Chim Oanh Vũ thấy cơ hội đã đến, lập tức vỗ cánh bay đi, do đó mà thoát được tự do. Từ câu chuyện đó quán rộng ra, chúng ta ngày ngày chẳng giống như chim Oanh Vũ ở trong lồng chăng? Tuy có người hàng ngày chăn nuôi chúng ta, nhưng sinh tử không được tự do. Sinh ra trong hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ, chưa thật sự biết được bộ mặt thật. Muốn được sinh tử tự do, trước hết lúc còn sống, phải giả như người chết. Cho nên, nếu muốn người không chết, phải hạ thủ, công phu, chân chánh tu hành. Đến lúc chết cũng biết, mà đi cũng biết. Phải biết mình từ đâu sinh ra, chết sẽ đi về đâu. Tại sao mình không làm chủ được? Nếu nói thân thể này của tôi, tại sao không thể khiến nó trẻ mãi? Con người từ nhỏ rồi lớn lên, trưởng thành rồi đến già, già rồi thì chết. Tại sao bạn không thể khiến thân thể không già? Đến lúc bệnh thì bạn không làm chủ được, đến chết thì buông xuôi tất cả. Do đó phải thấy rõ vấn đề sinh tử, cho nên có câu: đến thì u mê, đi thì sầu, uổng tại nhân gian đi một vòng, chẳng như đường đến cũng đường đi, cũng không vui vẻ cũng không sầu. Người sinh ra thì u mê, chết đi cũng u mê, chết thì ưu bi khổ não. Nếu bị cảnh giới chuyển thì làm người thật không có ý nghĩa. Nếu không đến không đi thì chẳng phải tốt chăng? Như vậy thì không vui không sầu, đắc được tự tại. Con người không nên bị nhốt ở trong lồng, như chim Oanh Vũ không thể xuất lồng. Bây giờ bạn nghĩ muốn xuất lồng
phải học vô quái ngại, không sầu, không buồn, không phiền, không não, tức là phải có định lực, cho nên phải ngồi thiền. Mỗi người phải tự mình chấm dứt sinh tử, người khác không thể thay thế làm cho bạn, chỉ có thể chỉ rõ con đường, nhưng phải tự bạn đi. Nếu thật muốn xuất lòng, phải tự mình nỗ lực, hạ một phen khổ công phu. Tọa thiền vì nhiếp tâm, giảng ngày 7 tháng 3 năm 1987. Tọa thiền là một pháp môn, người mới tu hành phải đi qua con đường này. Thiền là gì? Thiền không phải là tiếng Tàu mà là tiếng Phạn, gọi là Dhyana. Dịch nghĩa là tư duy tu, cũng gọi là tĩnh lự. Vì người Trung Hoa thích gọi tắt, chỉ gọi thiền. Ngoài ra còn có những danh từ tọa thiền hoặc đả tọa ngồi thiền. Cứ theo tên mà suy ra nghĩa, đả tọa là phải ngồi. Tại sao phải ngồi? Vì nhiếp tâm. Phần đông tuy ngồi chỗ đó, nhưng tâm không ở đó. Tâm chạy đi đâu? Đi khởi vọng tưởng, lúc đông, lúc tây, lúc nam, lúc bắc. Không cần tiền mua vé mà đi hỏa tiễn chơi các nơi. Vọng tưởng phân tán, không dễ gì mà khống chế được. Tại sao con người không có trí huệ? Vì tâm chạy khắp nơi. Tại sao con người càng ngày càng già? Vì tâm chạy lăng xăng các nơi. Ví như chiếc xe mới, bạn chạy quá nhanh thì nhất định uống dầu nhiều, mà còn lãng phí rất nhiều dầu. Kết quả thân xe và máy đều sinh ra rất nhiều thứ bệnh làm cho xe hư. Thân thể của con người cũng giống như thế. Nếu bạn không biết giữ gìn nó, để nó tâm tự ý chạy khắp nơi, nhất định cũng lãng phí rất nhiều dầu. Dầu là gì? Tức là tinh thần quý báu của bạn. Không cần biết bạn thêm bao nhiêu dầu cũng đều hao phí. Giống như người hàng ngày ăn đồ bổ dưỡng, nói có dinh dưỡng bổ giúp thân thể. Nhưng nếu bạn không biết trân quý tinh thần của mình, cứ theo đuổi bên ngoài, thì dù ăn bao nhiêu đồ bổ cũng bổ không bằng tinh thần đã mất đi. Cho nên ngạn ngữ có nói, chế tâm một chỗ không việc gì mà chẳng xong. Cho nên phải thu nhiếp tâm lại, khiến cho định một chỗ mới không lãng phí tinh thần, thấu triệt tinh thần. Đây cũng ví như bạn biết lái xe, giữ gìn cẩn thận, tức không để xảy ra tai nạn, thì xe dùng được lâu. Cũng vậy, thân thể con người nếu biết tu dưỡng thì thân không thể già lại không thể chết. Có người nói lời như thế tôi không tin, mọi người đều chết, cho đến Phật Thích Ca cũng phải nhập Niết Bàn, sao lại nói không chết? Phải biết Phật nhập Niết Bàn không giống như người thế gian chết, mà là nhập vào cảnh không sinh không diệt, viên mãn tịch diệt. Phật đã khai mở đại trí huệ, giải thoát sinh tử, đến đi tự tại. Phật không giống như đa số nhiều người vì bệnh mà chết, mà là những gì cần làm đã xong, những chúng sinh có duyên đã độ hết, mới thị hiện nhập Niết Bàn. Lúc Phật nhập diệt thì triệu tập Bồ Tát trong 10 phương, Thánh, Hiền, Tăng, La Hán, Tỷ Kheo, hết thảy trời người và chúng sinh đồng đến Pháp hội gặp mặt lần cuối cùng. Đủ thấy Phật đi rất rõ ràng, sáng suốt, mọi người muốn biết tường tận thì tham khảo kinh Niết Bàn. Ngồi thiền tức là nhiếp tâm, tư cũng nhiếp thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, nghĩa là thân không phạm sát sinh, trộm cắp tà dâm, miệng không nói dối, nói lời theo dệt, hai lưỡi chửi mắng. Tâm không phạm tham sân si, ý niệm không theo đuổi bên ngoài, tức thân tâm bình an. Như vậy thì ngồi thiền sẽ có cơ hội khai ngộ. Ngồi thiền tức là điều thân, điều tâm, khiến cho thân của bạn không đau bệnh, miệng không nói lời ác, ý không tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối. Ba nghiệp thanh tịnh thì trí huệ sẽ hiện tiền. Ngồi thiền tức là trở về nguồn gốc, tìm tự tính, trí huệ vốn có, phóng đại quang minh. Mọi người đến học Phật Pháp phải đem chân tâm ra mới có cảm ứng. Nếu như bạn xem ăn cơm quan trọng hơn học Phật Pháp, kiếm tiền quan trọng hơn học Phật Pháp thì vĩnh viễn không thể học được Phật Pháp. Phải xem Phật Pháp quan trọng hơn bất cứ việc gì. Đây là thái độ Phật giáo đồ phải có. Thu thập nhân tâm, giảng ngày 8 tháng 3 năm 1987. Chúng ta ngồi thiền, phải hiểu tại sao phải ngồi thiền. Thiền cứu kính là gì? Thiền là tư duy tu, tĩnh lự. Vì bình thường chúng ta không nghĩ tu hành, bị sáu căn, sáu trần, sáu thức mê hoặc, do đó mà quên tu. Hiện nay ngồi thiền là muốn quay trở lại bên trong, không tìm kiếm bên ngoài. Phải thu thập sạch sẽ bên trong, tức là thu thập cuồng tâm dã tính, tạp niệm tư dục. Đây là những thứ chướng ngại sự tu hành của chúng ta. Giả như có người cuồng vọng tự đại, vô duyên với người khác, hoặc chỉ nghĩ phát tài, nghĩ hưởng thụ, ích kỷ lợi mình, nói láo, hướng ngoại truy cầu, tham lam tranh giành, vân vân, đó đều là cuồng tâm. Nếu ngồi một phen quay trở lại bên trong, chiếu thấu thất tịnh lục dục, sáu căn và sáu trần,
thì tại chỗ này phải suy nghĩ tôi hằng ngày hướng ngoại truy cầu chăng hay là cầu tại nơi mình, phải soi gương tự tánh, tức là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí này vốn thông thiên triệt địa, nhưng tạm thời bị cảnh căn trần che lấp, cho nên Thần Tú đại sư mới nói: thân như cây bồ đề, tâm như đài sáng chói, thời thời thường lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Cây bồ đề tức dụ cho giác ngộ, đài sáng chói là chỉ đại viên cảnh trí, phải luôn luôn thu thập sạch sẽ, đừng để dính bụi bặm. Đại viên cảnh trí vốn không có chỗ nào mà chẳng biết, không có chỗ nào mà chẳng giác, không có chỗ nào mà chẳng thấy. Hiện nay bị sáu căn sáu trần, và giữa căn trần sinh ra sáu thức cám dỗ, cho nên phan duyên theo đuổi bên ngoài, không biết hồi quang phản chiếu. Từ duy tù tức là quay trở lại, lại bên trong, cầu nơi chính mình, không phải mỗi ngày mong thăng quan phát tài, công danh lợi lộc vân vân. Có người hỏi, như vậy làm người có ý nghĩa gì? Bạn nghĩ bạn làm người rất có ý nghĩa chăng? Việc của bạn làm thật có giá trị chăng? Thật có giúp đỡ gì đối với trí tuệ của bạn chăng? Cũng chẳng thấy được. Nếu có thể thu thập đại viên cảnh trí, tức chiếu thiên chiếu địa, ánh sáng chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, lại cũng không ngu si phiền não, như vậy không tốt chăng? Lúc sống như nhốt mình trong địa ngục, như thế có tốt chăng? Tu hành là vì đoạn trừ phiền não. Hiện tại phiền não của bạn đầy rẫy, mỗi ngày xem nó như thức ăn. Nếu một ngày không ăn phiền não thì cảm thấy không thể sống được, đời sống như vậy có giá trị gì? Do đó tham thiền thì phải chế tâm một chỗ, lại không ưu sầu phiền não, thì dù cho động đất, đạn nguyên tử bùng nổ cũng tùy chúng mà mọi sự đều chuyển thành tốt, không cần phải lo. Đây không phải là không lo việc đời. Bạn thật có thể lo được chăng? Không cần nói bạn mà người dân là người dân bình thường, mà các nguyên thủ, các nước có thể lo được chăng? Có thể khiến cho mọi người không phiền não chăng? Lãnh tụ của Liên Hiệp Quốc có thể quản lý tâm của mọi người được chăng? Không cần nói họ không quản lý được tâm người khác, mà tâm của chính họ, họ quản lý cũng không được. Nếu bạn thật không có phiền não thì có thể khiến cho người đời bình an, mới xứng đáng làm lãnh tụ của thế giới. Tất nhiên trước mắt bạn làm không được thì phải từ thân của mình mà giữ, khiến cho mình đừng tranh, đừng tham, đừng cẩu cạnh, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng nói dối. Như vậy tức không thể chế tạo thêm nhiều độc khí, lại làm ô nhiễm hoàn cảnh, ngược lại có thể bị tránh khí trời đất, không đủ tiêu diệt độc khí trên thế giới ư vô hình. Ngồi thiền là vì trừ tật bệnh, khử tham sân, nhưng bạn lại muốn ăn ngon mặc đẹp ở sang, lại còn muốn thành Phật. Nói thẳng ra đó là phát cuồng. Có người nói, hòa thượng khi thuyết pháp thì chửi người. Tôi không phải chửi người mà là chửi quỷ, vì trong bụng của bạn có quỷ mới khiến cho thân bạn không an vui. Quỷ không vui vẻ thì kêu bạn đừng ngồi thiền. Tóm lại chúng ta có thể mượn cơ hội tốt này, từ từ thu thập lại đại viên cảnh trí. Bạn nói tôi không thể thu thập. Bạn không thể thì phải học nhẫn nại một chút, chống cự một chút khi bị chửi, từ từ sẽ học thu thập như thế nào. Khi vị Duy Na đánh khánh khai tĩnh rồi thì mọi người có thể từ từ duỗi chân ra, hoạt động cho máu huyết lưu thông, phải từ từ, đừng làm ồn ào. Trên đây, tuy nhiên đây là việc nhỏ, nhưng phải dè dặt mới có thể học điều thân và điều tâm. Chân tránh ở trong thiền đường, bất cứ ngồi bao nhiêu người cũng không thể có sự rầm rì, mọi người đều phải chuyên tâm chiếu cứ thoại đầu, từ từ dụng công. Phật căn địa dự án xây thiền đường thập phương. Hiện nay còn một chút tin tức muốn nói với các vị. Hơn 10 năm về trước, lúc tôi ở tại tiểu bang Oregon, mua một miếng đất gọi là Phật căn địa, hiện nay dự bị xây thiền đường tại đó. Thiền đường xây xong sẽ nhận 10 vị thiền sinh, 25 vị tỳ kheo, 25 vị tỳ kheo ni, 25 vị cư sĩ nam, 25 vị cư sĩ nữ cùng nhau tham gia đả thất. Đả thất thì có ngồi hương, trại hương. Hiện nay bổn hội càng ngày càng tăng, có rất nhiều người chân chánh phát tâm tu hành. Do đó, mùa đông năm thứ nhất dự bị mở khóa thiền 49 ngày. Trước kia tại Phật giáo giảng đường năm 1972 có mở khóa thiền 98 ngày. Nhưng trước hết phải nói rõ quy củ cho mọi người biết. Mỗi ngày sáng sớm 2 giờ rưỡi bắt đầu, ngồi đến 12 giờ khuya, tức chỉ có 2 tiếng rưỡi ngủ nghỉ. Buổi chiều từ 4 giờ đến 5 giờ nghỉ 1 tiếng, tổng cộng có 3 tiếng rưỡi được ngủ nghỉ. Muốn tham gia trước phải ghi danh, nếu muốn tham gia một thất 7 ngày thì trong thời gian 7 ngày không rời khỏi thiền đường, phải cố gắng dụng công. Nếu muốn tham gia 2 thất, 3 thất, 4 thất cho đến 7 thất
đều được, duy nhất một điều kiện là phải giữ quy củ của thiền đường, không được lơ là. Tại đây không thu tiền, nhưng muốn bạn phải giữ quy củ, mục đích bổn hội là thành tựu người tu đạo. Giả sử bạn không giữ quy củ, thì dù bạn cho tôi 1 triệu, tôi cũng không hoan nghênh bạn đến đả thiền thất. Nếu bạn dụng công thì sẽ chấp nhận ăn ngủ, lưu lại ở chùa. Ở đây không giới hạn người trong vạn Phật thành, cho đến bất cứ người nào trên thế giới chân chánh muốn dụng công, tôi cũng không thu tiền của họ. Mảnh đất này là muốn liễu sinh thoát tử, là nơi tinh tấn tu đạo. Tôi đến Mỹ đã hơn 20 năm, các vị có thể chú ý những việc tôi làm, có bao giờ tôi muốn xin tiền quý vị hoặc bất cứ người nào chưa, làm khó chăng, dùng thủ đoạn để gạt các vị chăng? Nếu có thì bạn có thể ra ngoài tuyên truyền, nếu không có thì bạn phải hiểu tôi là người như thế nào. Tôi là một người ngu si, không biết giá trị của đồng tiền. Chính vì thế cho nên đắc tội không biết bao nhiêu người giàu có. Nói tôi người xuất gia, thấy người không hỏi thăm, nhưng đây là bẩm tính từ khi tôi sinh ra. Bất cứ như thế nào cũng không thể cúi đầu đối với những người giàu có. Năm 1979, Vạn Phật Thánh Thành khai quang từ Mã Lai đến khoảng 600 tín đồ, lại thêm Hương Cảng, Đài Loan, Đông Nam Á và Mỹ. Cộng hết thảy những người tham gia có hơn 2.000 người. Ngày đó, tôi thượng đài nói với đại chúng, câu đầu tiên là: những người có tiền xin chú ý, nên nói thật với các vị, tôi là một hòa thượng nghèo, thật xin lỗi những người có tiền. Tại sao? Vì người có bao nhiêu tiền thì có bao nhiêu tội nghiệp. Tiền của bạn nếu chân chánh làm ra thì không thể phát nhanh như thế. Nếu là bạo phát, không phải đánh bạc, mua rẻ bán đắt, trốn dâu lậu thuế, thì cũng dùng những mưu mô thủ đoạn. Tiền đó tất nhiên đến không hợp pháp, có gì mà bạn kiêu ngạo, đó đều là mánh khóe cả. Tại sao tôi nghèo? Vì tôi không hiểu những thứ đó, tiền bạc. Có người nói, hòa thượng, ngài không nói lời thành thật. Hiện tại ngài có chùa Kim Sơn, Vạn Phật Thành, chùa Kim Luân, chùa Kim Phong, chùa Kim Phật, chùa Tuyết Sơn, nhiều đạo tràng, sao ngài nói ngài nghèo? Những đạo tràng đó không phải của tôi, là của mọi người. Ai đến thì người đó có phần, bạn có tâm thành đến đạo tràng học Phật Pháp, thì bạn như người nhà không khác, chỉ cần bạn giữ quy củ của đạo tràng. Không uống rượu, không ăn thịt, không hút thuốc, không đánh bạc. Giới nam nữ phân chia rõ ràng thì mọi người như đồng một nhà. Có người nói, không phải, ngài là người xuất gia, chúng tôi là người tại gia, sao lại nói một nhà? Tuy bạn bây giờ chưa xuất gia, nhưng tương lai bạn có thể xuất gia chăng? Bạn nói, tôi vĩnh viễn không xuất gia. Vậy thì không có vấn đề gì, không xuất gia, làm một vị hộ pháp tốt cũng tốt vậy. Kiên nhẫn hằng tâm lại tham thiền. Tổn phát tài, diệt công đức, mạc bất do tư, tâm ý thức. Thị dĩ thiền môn, liễu khước tâm, đốn ngộ vô sinh, tri kiến lực. Người tu hành vì sao không thành tựu? Ngồi cũng không tương ưng, tu pháp gì cũng không tương ưng. Tại sao chúng ta muốn làm công đức lại không có? Vì tâm ý thức của chúng ta tác quái. Tâm thì khởi vọng tưởng, ý thì so đo tính toán, thức thì khởi phân biệt. Vì niệm không có chuyên nhất, cho nên không có tĩnh lự. Tọa thiền gọi là tĩnh lự. Tĩnh lự thì phải dẹp hết các vọng tưởng. Nhưng vọng tưởng chúng ta không phải dễ mà dẹp hết được. Nghiệp phong vô hình, khi khởi thì nổi sóng ba đào, như sóng trong biển không khác, hết cái này rồi cái khác. Bạn nói vọng tưởng có hình tướng chăng? Vọng tưởng không có hình tướng. Bạn cảm giác có vọng tưởng, nhưng truy cứu tỉ mỉ thì nó không có gốc rễ. Chúng ta bình thường thì vọng tưởng rối rít như sóng trong biển, liên tiếp không ngừng. Có lúc thì nhiều một chút, có lúc ít một chút. Bất quá chúng ta không phân biệt được vì cuộc sống cho nên không biết có vọng tưởng. Lúc bạn tĩnh tọa đôi chút thì sẽ biết trong tâm có rất nhiều vọng tưởng. Trong tâm nghĩ bất quá nhiều việc xảy đến như sóng trong biển đếm không xuể. Tổn pháp tài, diệt công đức đều do tâm ý thức ấy. Tâm niệm của chúng ta không chuyên nhất. Tâm phân biệt quá nhiều trong tám thức luôn luôn phân biệt phải quấy. Dấy lên lặng xuống, không cố định, tâm phân biệt của con người không có số lượng. Trong tâm khởi vọng tưởng cũng không có số lượng, vì tâm ý thức bận rộn khởi vọng tưởng. Do đó làm một chút công đức pháp tài cũng bị tổn, công đức cũng thiệt thòi. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, thiền môn tức là pháp môn thiền tông, không dùng tâm ý thức để làm công đức. Chỉ mong sao tâm được chuyên nhất, tâm được thanh tịnh, khiến cho tâm sạch sẽ, một bụi trần cũng không nhiễm. Cho nên trong thiền tông, tham thoại đầu có tham câu bản lai diện mục của mình trước khi cha mẹ sinh ra như thế nào. Thực ra niệm câu thoại đầu này cũng là vọng tưởng. Vì sao lại muốn tìm?
Nếu trong tâm chúng ta không có một ý niệm, thì cũng giống như không có vọng cần cô trên đầu Tôn Ngộ Không. Vì Tôn Ngộ Không chuyên chạy nhảy khắp nơi, Tôn Ngộ Không là một con khỉ, tâm của bạn cũng thế, nhảy nhót lung tung. Thiền Tông cũng tham câu niệm Phật là ai, tìm ai đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có người nói tôi đang niệm, bạn đang niệm, bạn đã thấy qua người niệm Phật chăng? Bạn có nhận thức được mình chăng? Thân của bạn chỉ là bốn đại hòa hợp mà thành, đem đất, nước, gió, lửa. Phân tích ra thì ai là bạn, bạn lại như thế nào? Cho nên tham câu niệm Phật là ai cũng giống như khoan lỗ. Khoan chừng nào xuyên qua thì thôi. Tham niệm Phật là ai là một pháp môn tham đến sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ. Lúc đó rõ ràng hoa liễu lại một thôn. Có thể cải câu nói lại rằng thiền môn không bị tâm ý thức chi phối, đốn ngộ vô sinh tri kiến lực. Lúc đó bạn mới có thể hiểu giác ngộ trí huệ và kiến giải vô sinh. Nếu bạn không hiểu đạo lý này, ngồi thiền cứ khởi vọng tưởng thì không thể khai ngộ. Muốn khai ngộ thì phải chuyên nhất, ngưng hết vọng tưởng trong tâm thì chân tâm mới hiển lộ, mới có thể đắc được chân chánh trí huệ. Khai ngộ là hiểu biết, không giống như lúc trước hồ đồ. Cho nên chúng ta tham thiền không nên sợ lưng ê chân đau, phải đem chí nguyện sắt đá ra, phải dùng kiên nhẫn và tâm thường hằng để tham thiền. Phải thường hằng không đổi, kiên cố bất khuất, thời thời khắc khắc đều nỗ lực dụng công. Đại đức cao tăng xưa kia, một khi ngồi mấy chục năm, có thể thấy rằng tu hành không giản đơn dễ dàng. Hôm nay như thế này, mai như thế nọ, ngồi một ngày mà có thể khai ngộ. Cho nên mọi người phải đem tâm nhẫn nại ra, tham gia thiền thất. Phải chuyên nhất như thế nào? Ví như bạn gái tìm bạn trai hoặc bạn trai tìm bạn gái, phải chuyên tâm nhất trí. Nếu có thể dùng tâm thành, tâm kiên cố, từ từ tham thiền, thì không có lý nào mà không thành công. Tiêu diệt nguồn gốc tật ác, giả ngày 28 tháng 3 năm 1987. Ngồi thiền là điều thân, điều tâm. Điều thân thì không phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Điều thân thì tiêu diệt tham sân si. Nếu thân phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm thì chắc chắn thọ quả báo. Nếu tâm có tham sân si thì phải đọa địa ngục. Nếu muốn tiêu diệt tham sân si thì đừng phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, cũng không đọa địa ngục. Do đó trước hết phải điều tâm cho tốt, phải hàng phục tâm. Kinh Kim Cang có nói, không có chỗ trụ mà sinh tâm này. Không chỗ trụ tức là không trụ nơi tham sân si. Nếu chấp trước tham sân si thì không thể tương ưng với đạo. Tại sao chúng ta sát sinh? Vì đều có tâm tham. Vì tham khẩu vị hoặc lợi ích việc khác mới sát sinh. Tại sao thế giới có chiến tranh? Đều vì tâm tham tác quái hoặc tham tài sắc danh quyền lợi, muốn chiếm tài sản người khác làm sở hữu của riêng mình, cho nên mới phạm sát sinh. Sát sinh bao gồm nhân sát, duyên sát, pháp sát và nghiệp sát. Con người tại sao lại ăn cắp? Vì có tâm sân. Do có tâm sân không vui vẻ, cho nên muốn cướp đoạt tài vật của người khác, không nhọc mà có mới đi ăn cắp. Bạn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của người khác cũng phạm ăn cắp. Trộm cắp cũng bao quát nhân trộm, duyên trộm, pháp trộm, nghiệp trộm trong đó. Tại sao người ta dâm loạn? Vì tâm ngu si tác quái. Ngu si tức là hồ đồ, cho rằng dâm loạn là tốt. Thật ra đã mất đi tinh thần của mình, mất đi tự tánh vô giá, quý báu. Nếu điều thân được thì không phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Nếu muốn không phạm ba nghiệp thì trước phải tiêu diệt tham sân si. Vọng tưởng trong tâm chúng ta như sóng trong biển cả, sóng trước kéo sóng sau. Cũng như vọng tưởng này đi thì vọng tưởng khác đến. Nói chung tâm không thành thật, không nghe lời. Hàng phục tâm thì tâm phải thành thật, như sự láo lỉnh của trẻ con. Biết nghe lời, chúng ta ngồi thiền điều phục thân tâm thì thân tâm không thể có bệnh. Tại sao con người có bệnh? Vì thân tạo đủ thứ lỗi lầm, cho nên thân có bệnh. Nói rộng ra là do tâm con người bệnh trước. Tâm phạm tham sân si mới ảnh hưởng đến thân, rồi sinh đủ thứ bệnh. Như chứng bệnh nhọt hiện nay vì ăn thịt quá nhiều, mà trong thịt có rất nhiều độc tố. Hiện nay trong nước và trong không khí đầy rẫy chất độc tố hóa học. Chúng ta nhờ nương không khí và nước mà sinh tồn, trong vô hình hấp thụ rất nhiều loại chất ô nhiễm. Nước vốn đã có độc, dùng nước để làm và tạo thành các thứ thực vật, nhưng ăn vào cũng có độc. Nếu còn ăn thịt nữa, tức là tăng thêm độc tố. Vì ngựa, bò, dê, heo, gà, chó, v.v. mỗi loài bên trong cơ thể đều có lực lượng đề kháng dùng để chống với độc tố từ bên ngoài. Mà sức lực đề kháng này ở trong cơ thể động vật thường tác chiến tranh, hình thành lực lượng rất lớn.
Chúng ta ăn thịt thì ăn vào những thứ độc tố đó, khiến cho chúng phát huy đủ thứ biến hóa trong cơ thể con người, liền hình thành chứng bệnh nhọt. Hơn nữa, hiện nay tánh dục của con người không cấm đoán, dâm loạn bừa bãi và đồng tính luyến ái tích lũy trên thân thể đủ thứ độc tố, cho nên ái tử bệnh, AIDS lưu hành khắp nơi. Thân thể chúng ta là một bộ máy hóa học nhỏ, thế giới là một bộ máy hóa học vĩ đại. Nếu bạn phóng chất gì đi, liền hóa nghiệm ra sản phẩm chất đó. Hiện nay những thứ vứt bỏ đi đều là chất độc, cho nên hóa nghiệm ra một sức mạnh rất lớn, còn lợi hại hơn nhiều so với đạn hạt nhân. Hiện nay tin tức trên báo chí đang đẩy rẫy về ái tử bệnh, AIDS, nhưng đã quá trễ. Làm thế nào để hàng phục thứ ác bệnh này? Phải điều trị thân tâm. Thân tâm điều phục được thì thứ ác bệnh này cũng không có cách chi xâm nhập được. Người tham thiền không cần phải sợ thứ bệnh này. Bạn hiểu đạo lý tham thiền thì từ từ dụng công, hy vọng có thể tiêu trừ hết thảy các tật bệnh trên thế giới. Do đó khóa thiền thất không phải là nhân duyên nhỏ mà là nhân duyên lớn. Thu hồi phóng tâm, giảng tại Kim Sơn Tự, ngày 4 tháng 4 năm 1987. Con người mới sinh ra đều không nghĩ gì hết, chỉ biết ăn. Do đó khi trẻ con đói, bạn không cho nó uống sữa, nó liền khóc lên. Con người lớn lên từ từ học nghĩ, rồi hình thành tập quán. Bạn muốn nó không nghĩ cũng không dễ dàng được. Do đó mục đích tham thiền là đừng khởi vọng tưởng. Cho nên chế tâm một chỗ không việc gì mà chẳng xong. Phải chế tâm lại một chỗ, thu hồi tâm lại. Trước kia tâm phóng đi mà không biết trở về, bây giờ phải thu hồi nó lại. Ngừng bật tất cả vọng tưởng, nhưng không phải dễ. Bạn muốn nó đừng nghĩ, nhưng nó vẫn cứ nghĩ. Bình thường nghĩ đông, nghĩ tây, tập quán thành tự nhiên. Khi có dịp ngồi tĩnh tọa, lúc đó bạn kêu nó đừng nghĩ tưởng thì khó vô cùng. Tuy khó cũng phải thu hồi phóng tâm, khiến nó đừng tưởng nghĩ. Nếu muốn tâm đừng nghĩ tưởng, trước phải tìm một vật gì cho nó. Vì tâm chúng ta cũng giống như con khỉ, chơi hết cái này lại chơi cái khác. Bạn muốn kêu nó đừng chơi, nhưng nó không thể dừng lại. Hiện tại muốn tìm một vật cho nó chơi, thì hãy tham thoại đầu niệm Phật là ai. Phải dùng tâm đi nghiên cứu niệm Phật là người nào. Đây gọi là khởi nghi tình. Cho nên, nghi ít ngộ ít, nghi nhiều ngộ nhiều, không nghi không ngộ. Mà tham thiền thì phải khai ngộ. Khai ngộ là gì? Có một số bảng môn ngoại đạo tự cho mình khai ngộ, bèn đăng báo quảng cáo, cho rằng đó là tin tức mới. Ngày xưa không có báo chí cho nên chưa từng nghe qua tổ sư ngày xưa phát biểu tin tức nói họ đã khai ngộ. Khai ngộ không phải là tự mình nói, phải nhờ vị thiện tri thức chứng minh mới đúng. Nhưng hãy mở mắt thật to mà xem, hiện tại có được mấy vị thiện tri thức đã khai ngộ, do đó tự cho mình khai ngộ là hoàn toàn sai lầm. Lúc trước tôi đã từng gặp một người, y nói y đã khai ngộ. Tôi nói với y rằng, bạn nói bạn khai ngộ vì bạn cho rằng đây là danh từ tốt đẹp, cho nên bạn mới mạo xưng khai ngộ. Nếu là một danh từ xấu thì bạn sẽ không nói bạn khai ngộ. Nếu bạn nghĩ mang danh từ khai ngộ là tốt thì nhất định phải thật khai ngộ mới đúng, không thể giả mạo tự xưng đã khai ngộ. Ngồi thiền thì thu hồi phóng tâm lại. Hiện tại không biết tâm chạy đi đâu, cho nên phải tham niệm Phật là ai. Tham đến khi hiểu được thì sẽ chân chánh thấu hiểu mà có chỗ khai ngộ. Tuy thật sự thấu hiểu cũng không thể tự mình chứng minh, phải có vị thiện tri thức chứng minh con đường của bạn đi là đúng, như thế mới được. Hiện tại mọi người đều luyện tập ngồi, tốt nhất là ngồi tư thế kiết già. Nếu không thể ngồi kiết già được thì ngồi bán già, phải ngồi đến hai chân chịu nghe lời. Có thể ngồi 1, 2 đến 5, 6 tiếng mà cũng không đau, thì lúc đó tham thiền mới tiến bộ, mới có thể có chỗ lãnh hội, có sở khai ngộ. Khai ngộ không phải là chỉ dụng công 1, 2 ngày, cũng giống như đi học, phải học tiểu học mấy năm rồi lên trung học, xong trung học rồi mới đến đại học, xong đại học rồi đến bác sĩ, tiến sĩ, phải trải qua thời gian lâu dài. Tham thiền cũng thế, do đó mọi người phải bỏ ra một phen thời gian dụng công tham thiền. Có người nói, tôi không có nhiều thời gian. Tuy bạn không có nhiều thời gian, nếu bạn có thể ngồi trong chốc lát thì công đức cũng vô lượng. Do đó có câu rằng, nếu người tĩnh tọa trong chốc lát, hơn xây hằng sa tháp bảy báu. Bạn kéo tâm lại, không cho khởi vọng tưởng trong chốc lát cũng được vô lượng công đức. Vì xây tháp bảy báu là công đức bên ngoài, còn tĩnh tọa không khởi vọng tưởng là công đức vô lậu. Cho nên so với công đức xây tháp thì thủ thắng hơn nhiều. Do đó mọi người phải đem thời gian ra mà luyện tập ngồi thiền.
Hưng Bạt Vọng Tưởng vào ngày 5 tháng 4 năm 1987. Tham thiền tức là tĩnh lự, tĩnh đến cực điểm thì mọi vọng tưởng chẳng còn nữa. Cho nên tĩnh cực quang thông đạt, nhưng phải tĩnh đến cực điểm thì trí huệ quang minh mới hiển lộ, mới có thể khai ngộ. Tĩnh không đến cực điểm thì quang không thể thông đạt, cũng không thể khai ngộ. Muốn tĩnh đến cực điểm thì phải giữ 6 đại tông chỉ. Một, không tranh. Tại sao thế giới càng ngày càng suy sụp? Vì mọi người đều tranh. Đây là bao quát tranh danh, tranh lợi, tranh quyền, tranh địa vị. Nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Trong tâm con người thường tranh với chính mình. Có lúc thì nghĩ tu đạo, có lúc thì nghĩ phát tài, có lúc thì nghĩ đến ăn đồ ngon. Tự mình với mình thường không được bình an. Tức là trong tâm mình thường đấu tranh. Giữa người với người cũng hỗ tương xung đột. Tại sao xung đột? Vì tranh lợi. Tại sao phải tranh lợi? Vì muốn duy trì đời sống của mình, nuôi sống gia đình mình, mà cơ bản gia đình là sắc dục. Vì duy trì sắc dục, bảo hộ nhà mình, cho nên đưa đến phân tranh giữa người với người. Kế đó nhà với nhà tranh nhau, nước này tranh với nước kia mà nguồn gốc nguyên nhân là một. Khởi đầu là người nước này tranh với người nước kia, và người nước này tranh với người nước kia dẫn đến thế giới này tranh với thế giới kia. Tinh cầu này với tinh cầu kia tạo thành cục diện nước và lửa, không dung với nhau. Trong vũ trụ nổi đại chiến đều là do một tâm niệm tranh phát khởi. Do đó chúng ta ngồi thiền trước phải làm cho tâm tranh ngưng bặt. Hai, không tham. Nghiên cứu sâu hơn một bước, sau tâm tranh có một quân sư, đó là tâm tham, tham danh, lợi, tài, sắc, ăn, ngủ, tham không biết chán. Ba, không cầu. Con người vì sao có tham? Vì sao tâm tham có tâm truy cầu, sai kiến? Hướng ngoại truy cầu, thấy vật người khác để muốn chiếm làm của riêng mình. 4. Không ích kỷ. Con người tại sao hướng ngoại truy cầu? Vì mặt sau có tâm ích kỷ tác quái. Bất cứ ở đâu cũng đều nghĩ cho riêng mình. Người có tâm ích kỷ thường hay sợ sệt vì tâm ý đen tối, không đủ quang minh lỗi lạc, lo sợ mình thiếu ăn. 5. Không tự lợi. Do tâm ích kỷ sai kiến, do đó chuyên thủ lợi về mình. 6. Không nói dối. Nếu đã phạm tranh tham cầu ích kỷ tự lợi năm đại tông chỉ thì có thể nói dối. Vì bảo trì ích kỷ lợi mình cho nên sinh ra những phương pháp gạt người. Người tu đạo phải ngưng bặt 6 thứ vọng tưởng này mới đạt được tự tại. Nếu bạn còn 6 thứ tà kiến này thì ngày đêm 6 thời không thể an ổn đặm. Nếu có thể ngưng bặt thì tâm được tự tại, thiên hạ thái bình. Bất cứ phiền não gì cũng đều không có. Tại sao có phiền não? Vì có 6 thứ tà kiến này, cho nên sai một ly đi một dặm, chỉ sai một chút mà suốt đời buồn giàu, lo buồn đủ điều. Đến nỗi mắt hoa răng rụng tóc bạc mặt nhăn, không biết lúc nào phải đi gặp vua Diêm Vương, đó đều là làm người không hiểu đạo lý cơ bản. Tu đạo phải hiểu 6 đại tông chỉ, thì trong tâm mới có đại trí huệ, đại an lạc, đại tự tại. Hiện tại sẽ lần lượt giảng khai thị, tương lai mọi người hiểu đạo lý thì không cần giảng. Khi ngồi xong xả thiền thì phải đi hương, chạy hương. Chạy hương thì bạn cũng không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Thì tự nhiên trì giới bố thí hết thảy mọi tật xấu, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mà đắc được trí huệ. Tham thiền thì đều tu lục độ, đều liên quan với nhau. Hiện tại mọi người chưa hiểu đạo lý cho nên giảng nhiều một chút. Tương lai hiểu rồi không cần giảng nhiều. Tham thiền thì phải thực hành, ví như bạn nói học giỏi. Học giỏi nhưng bạn không học thì cũng vô dụng. Bạn nói ngồi thiền tốt. Ngồi thiền tốt nếu không ngồi thì cũng không có ích lợi gì. Phải đem thời gian quý báu ra tu pháp môn vi diệu này. Ai có thể tĩnh tọa đến cực điểm khiến cho quang minh thông đạt thì người đó có thể khai mở đại trí huệ. Bắt lấy con khỉ, giảng tại Kim Sơn Tự ngày 11 tháng 4 năm 1987. Ngồi thiền phải bắt lấy con khỉ, tâm con người như ngựa hoang, ý như con khỉ. Nếu không bắt kéo lại thì nó tâm luôn luôn chạy khắp nơi, tinh thần phân tán sẽ làm hao phí nguồn gốc quý báu của tự tánh. Nếu vô duyên vô cớ bị con khỉ không trị được thì nay phải khiến cho con khỉ ý biết nghe lời, khiến cho con ngựa hoang tâm không thể không giữ quy củ, phải bắt giữ tâm viên ý mã lại. Bắt giữ như thế nào? Phải dùng vòng kim cô trói lại và niệm chú khẩn cô như trong Tây Du Ký. Đừng tăng niệm chú khẩn cô cho Tôn Ngộ Không, khiến cho con khỉ mới nghe lời. Chú khẩn cô của chúng ta là gì? Tức là niệm thoại đầu, niệm Phật là ai? Nghĩ tưởng tìm ai thì con khỉ liền nghe lời. Vì nó không biết là ai, cho nên nó liền chuyên tâm nhất trí đi tìm.
tức có thể tâm bình khí hòa, chú mục nghi thần đi tìm, thì nó sẽ không chạy khắp nơi. Nếu bạn bắt lấy con khỉ, khiến cho nó nghe lời rồi, thì công phu của bạn tiến bộ nhiều lắm. Ngồi thiền cũng giống như người huấn luyện ngựa, huấn luyện khỉ, không phải dễ. Tuy không phải dễ, cũng cứ phải ngồi, cố gắng khắc phục. Trong lúc này, bạn phải đưa ra một điều kiện, thật không phải dễ, rất phí công sức. Ngồi thiền cũng là như thế, sẽ phải bỏ ra một phen công phu. Bạn phải đem cuồng tâm dã tính, si tâm vọng tưởng chế tại một chỗ. Công phu càng ngày càng tăng, thì thiền não càng ngày càng giảm. Mục đích tham thiền là phải khai mở trí huệ. Có trí huệ rồi thì không thể điên đảo như lúc trước. Nếu bạn ngồi tại đây mà thân không động, tâm không động thì liền nhập định. Có định rồi thì tự nhiên sẽ khai mở trí huệ, hết thảy mọi vấn đề cũng sẽ thấu hiểu hết. Phật không có chỗ nào khác với chúng sinh, chỉ vì Phật có đại trí huệ. Đại trí huệ cũng là thần thông, thần thông thông đạt hết thảy. Trí huệ và thần thông là hai mà chẳng phải hai. Nhưng đây không phải là quỷ thông. Quỷ thông thì dùng thức tâm của mình đo lường, tự cho là thông minh, thực ra chẳng phải thông minh. Trí huệ chân chánh thì không dùng sự suy nghĩ, mà tự nhiên biết nhậm phận tự tại. Bạn có trí huệ thì thông đạt hết thảy. Nếu không có trí huệ thì mọi việc đều điên đảo, rõ ràng là điên đảo mà tự mình còn không biết. Nếu làm sai mà biết sai thì có thể cứu được, nếu làm sai mà không biết sai thì khổ lắm. Chúng ta nếu muốn liều khổ được vui thì chúng ta phải có trí huệ. Có trí huệ rồi thì không còn khổ nữa. Nếu hiểu đạo lý này thì không thể sinh phiền não. Thật ra đạo lý này rất đơn giản, nhưng ngồi thiền phải đem thời gian ra, cho nên ngồi lâu có thiền, ở lâu có duyên. Tham thiền tức là làm cho tâm thanh tịnh. Tính lự là phải làm cho mọi tư lự lắng xuống, thu thập mọi tư lự sạch hết. Cũng như Thần Tú Đại Sư có nói, thời thời thường lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Hiểu đạo lý này rồi thì lập chí tu thiền, phải đặc biệt nỗ lực bắt lấy con khỉ, niệm chú khẩn cô, niệm càng nhiều càng hữu hiệu. Các vị phải nỗ lực, phải đem tâm nhẫn nại ra, chân đau lưng ê cũng phải nhẫn. Cho nên không trải qua một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Nước cam lồ là thuốc liễu sinh thoát tử. Giảng ngày 18 tháng 4 năm 1987. Tham thiền không phải chỉ ngồi thiền mới là dụng công, mà đi đứng, nằm, ngồi đều phải dụng công. Chỉ bất quá ngồi thiền thời gian dễ chuyên nhất. Đi cũng tham niệm Phật là ai, đứng cũng tham niệm Phật là ai, ngồi nằm cũng tham niệm Phật là ai. Cho nên đi đứng nằm ngồi không rời niệm này, rời niệm này thì là sai lầm. Niệm này là cái gì? Tức là niệm Phật là ai? Phải tham câu thoại đầu này. Ngồi thiền thì uốn đầu lưỡi lên hàm trên, nếu có nhiều nước dãi thì nuốt vào, đây là nước cam lồ. Tại sao? Vì ngồi thiền, ngồi lâu rồi nước dãi có vị ngọt, tuy không nồng như đường hoặc như mật ong, nhưng cũng là một vị ngọt thanh đạm. Người thường uống thứ nước cam lồ này thì không ăn cơm cũng không đói, không uống nước cũng không khát, cho đến đi không biết đi, đứng không biết đứng, ngồi không biết ngồi, nằm không biết nằm. Công phu đã đả thành một khối, thời khắc đều ở trong định. Nước cam lồ chỉ được bách bệnh, cường thân kiện thể, khai mở đại trí huệ, nhưng phải luôn luôn dụng công, không nên gián đoạn. Tại sao người tu đạo không thích nói nhiều? Vì họ muốn dụng công, bất cứ là bừa củi gánh nước hoặc làm bất cứ việc gì đều là dụng công. Dụng công phu được thành thục, miền miền mật mật, không nghĩ đến dụng công thì nó cũng sẽ tự động dụng công. Không nghĩ tham niệm Phật là ai, nó cũng tự động tham. Tham đến gió thổi không động, mưa rơi không lọt, công phu thành khối thì mưa gió không làm gì đọng. Để đạt đến trình độ công phu như thế, không phải một sớm một chiều mà luyện thành, cho nên phải thời thời khắc khắc từ từ dụng công. Nước cam lồ còn gọi là nước nhà mình. Ba chữ này hợp lại đọc thành chữ dược thuốc. Thuốc này sống thọ lâu năm, thuốc liễu sinh thoát tử, thuốc thoát khỏi luân hồi lục đạo. Mọi người đều có thuốc này, nhưng mọi người không dùng đến nó. Ai ai cũng bỏ gốc tìm ngọn, chạy đông chạy tây, tìm kiếm bên ngoài. Thứ thuốc này là tự tánh, vốn sẵn có. Người nào thường dụng công thì nước dãi rất ngọt, thậm chí còn hơn mật đường. Đợi đến khi thuốc này công hiệu thì trong thân thể liền sinh sản biến hóa. Nếu chưa tu đến chỗ diệu dụng thì không biết. Nếu đến được rồi thì thời thời khắc khắc không thể buông bỏ công phu.
không thể gián đoạn, nhưng phải luôn giữ thượng hạng. Không phải 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, 1 ngày nóng, 10 ngày lạnh. Phải có kiên thành hằng, thường thường dụng công mới có thể thành tựu. Chạy hương thì phải phấn khởi tinh thần lên, phải đi thật nhanh, phải như long tinh hổ mãnh. Lúc nhập định, thời như long bàn hổ ngoạ, rồng khoanh hổ nằm. Xuất định rồi thì phải phấn khởi tinh thần, không nên lự thự uể oải như ngủ không tỉnh. Chạy hương thì cũng là một thứ vận động, hoạt động lưu thông khí huyết. Giống như năm xưa Đạt Ma sư tổ dạy chư tăng tập định tại Thiếu Lâm tự, xuất thời, xuất định thời cũng dạy họ quyền thuật, đó cũng là vì hoạt động gân cốt điều hòa khí huyết. Bạn muốn ngồi thiền được tương ưng thì trước hết phải khử trừ 6 thứ tư tưởng mâu thuẫn. Tại sao gọi là mâu thuẫn? Bạn một mặt nghĩ muốn khai ngộ, khai mở đại trí huệ, nhưng lại cũng giống như lúc trước, nào là tham tranh cầu ích kỷ lợi mình, nói láo thì vĩnh viễn không đạt được mục đích. Vì 6 thứ tư tưởng này mâu thuẫn trái với sự khai ngộ, cho nên trước phải giữ 6 đại tông chỉ cho vững chắc. Vững chắc rồi thì có thể phá vô minh. Tham thiền tức là vì phá vô minh. Vô minh tức là không hiểu nguồn gốc vô minh là ái dục. Do đó người tham thiền phải chú ý khử dục đoạn ái. Nếu bạn không khử dục đoạn ái, nghĩ muốn tham thiền cầu khai ngộ thì không có lý này. Đây là then chốt quan trọng mọi người phải chú ý. Đừng muốn nhanh sẽ không đạt được. Giả ngày 18 tháng 4 năm 1987, đa số các em học sinh mới vào học thì đều ôm ấp một mục tiêu, dự định học cho giỏi rồi tìm một việc làm, hoặc học khoa học, học ngành điện toán, hoặc học những môn khác. Trong thời gian học, nếu cứ đem mục tiêu để trong tâm mà không chuyên nhất học hành thì học không giỏi được. Tại sao? Vì trong tâm bạn có vật chướng ngại. Ví như bạn nghĩ muốn học đến bác sĩ nhưng không chuyên tâm nhất trí học hành, cuối cùng sẽ không đạt được mục đích. Phải tạm thời buông bỏ ý nghĩ học bác sĩ, buông bỏ hết thảy những kỳ vọng, chỉ chuyên tâm học mới có thể đạt được mục đích. Đạo lý ngồi thiền cũng giống nhau. Ngồi thiền là vì khai ngộ, khai mở đại trí huệ, liễu sinh thoát tử. Nhưng bạn ngồi thì không nên nghĩ tới ý niệm này. Tôi chừng nào khai ngộ đây? Tôi làm sao khai đại trí huệ? Làm thế nào liễu sinh thoát tử đây? Phải từ từ tham câu niệm Phật là ai. Không cần lo khai ngộ hay không khai ngộ, khai mở trí huệ hay không khai mở trí huệ, liễu hay không liễu sinh tử. Nếu thường tồn tại những ý niệm như thế thì không thể nào khai ngộ. Tại sao? Vì trong tâm bạn có vật chướng ngại. Phải buông bỏ thân tâm vô cầu, vô thúc, vô quái, vô ngã. Chuyên nhất tham niệm Phật là ai? Tham đến sân cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh lạc nhất thôn, thì sẽ có một phen thiên kinh động địa. Nhưng bạn cũng không cần tồn tại cái tâm này. Khi công phu của bạn chín mùi thì sẽ đến giai đoạn đó, không nên tham nhanh. Cho nên chớ muốn mau, muốn mau thì không đạt được. Đừng thấy lợi nhỏ cho là đủ, thủ lợi nhỏ việc lớn sẽ không thành. Ngồi thiền phải chế tâm tại một chỗ, đừng khởi vọng tưởng. Chế tâm tại một chỗ thì không việc gì mà không xong. Hết thảy mọi sự việc đều tương ưng thì bạn sẽ đạt được thành tích mà bạn có thể đạt đến. Đừng có tư tưởng không bỏ công sức mà được thu hoạch, mới ngồi xuống liền nghĩ muốn có sự cảm ứng. Không nên cầu cảm ứng tham hiệu nghiệm. Nếu tham hiệu nghiệm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mà biết được bạn tham tiện nghi, liền khiến cửa tham dục của bạn mở ra, chúng liền xâm nhập. Nếu bạn không có tâm tham muốn nhanh, tâm tham tiện nghi thì ma cũng không có cách chi làm hại bạn được. Điểm này các bạn phải hết sức chú ý mới ngồi tham thiền, không nên xem thường. Tại sao tôi đem ví dụ học hành ra nói? Vì học với tham thiền cũng giống nhau, chẳng khác nhau. Bất cứ làm việc gì, chỉ cần hướng tới trước mà làm. Đừng có tâm tham thu hoạch xí đồ. Nếu tâm tham thu hoạch xí đồ của bạn tồn tại thì mục tiêu của bạn cách ly càng ngày càng xa. Lại có một ví dụ nữa dễ hiểu. Như mọi người hiểu biết, việc ăn cơm, bụng của bạn đói thì chỉ cần ăn cơm là no. Nếu chỉ nghĩ tưởng bụng đói mà không ăn thì cuối cùng không thể no được. Người mặc quần áo không đủ ấm, cảm thấy lạnh thì bạn mặc thêm đồ là đủ. Nếu chỉ nghĩ lạnh mà không mặc thêm đồ thì sẽ bị lạnh. Ngồi thiền cũng như thế, chỉ cần ngồi là đủ rồi, không cần nghĩ tưởng bạn khai ngộ như thế nào. Làm sao khai đại trí huệ, làm sao điễu sinh thoát tử, chỉ cần chuyên tham thiền là đủ rồi.
Cho nên, đạo là do thực hành, không hành sao có đạo. Đức thì phải làm, không làm sao có đức. Phải thực hành mới tương ưng được. Mượn giảng tu chân, giảng ngày 25 tháng 4 năm 1987. Thần Tú Đại Sư có làm bài kệ: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời siêng lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Chúng ta muốn thành Phật, phải mượn cái giả mà tu cái thật. Thân thể giả này cũng phải dụng công phu. Tại sao nói thân thể là giả? Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hợp mà thành. Bốn đại là đất nước gió lửa. Những chất cứng trong thân thể như gân xương thuộc về đất, chất lỏng như máu mủ nước dãi thuộc về nước, nhiệt độ ấm thuộc về lửa, hơi thở thuộc về gió. Thân thể là do bốn đại giả hòa hợp mà thành trong thân thể chúng ta. Ngoài ra còn có Phật tánh. Phật tánh này tu cho tốt thì sẽ thành Phật, nếu không biết tu thì thành quỷ. Thân con người cũng giống như bộ máy hóa học. Xem bạn xả bỏ vật gì đi, nếu như xả bỏ đi vật tốt thì sẽ được sản phẩm tốt, nếu xả bỏ đi vật không tốt thì sẽ được sản phẩm không tốt. Trên căn bản Phật tánh có thể khống chế thân thể này, nhưng có lúc thân thể không nghe lời, không giữ quy củ, làm việc không hợp pháp. Bạn dạy nó đừng tu hành thì nó rất phấn khởi vui mừng. Bạn dạy nó nhẫn nại thì nó cảm thấy không dễ dàng làm được. Bạn dạy nó nóng giận thì nó cảm thấy rất dễ dàng. Lại nói thêm một ví dụ đơn giản nữa về nam nữ. Nếu bạn kêu nó xuất gia tu đạo thì nó không muốn. Nếu bạn kêu nó mau đi tìm đối tượng thì nó rất phấn khởi, vui mừng. Phật tánh ở trong thân thể bốn đại giả hợp giống như người ở trong phòng. Phòng của con người cũng cần đất nước, gió, lửa tạo thành. Phòng có tác dụng gì là dùng để ở. Nếu không có người ở, phòng bỏ không thì sẽ hư hoại. Con người đến lúc chết, Phật tánh rời khỏi thân thể thì thân thể sẽ thối nát, tan rã. Đất nước, gió, lửa trả về cho bốn đại. Nhưng con người muốn tu thành Phật thì phải nhờ thân thể bốn đại giả hợp này giúp đỡ Phật tánh. Cho nên Thần Tú Đại Sư làm kệ rằng: thân là cây bồ đề, bồ đề là giác. Thân thể chúng ta giống như một thân cây giác, tâm như đài gương sáng. Trên tâm của chúng ta là Phật tánh. Phật tánh này vốn nhìn không thấy, nhưng bây giờ đặt cho một ví dụ, gọi nó là đài gương sáng. Thời thời thường lau chùi, phải luôn luôn lau chùi Phật tánh cho sạch sẽ, đừng để dính bụi bặm. Bài kệ trên là đại biểu pháp môn tiệm ngộ, phải tuần tự đi lên, từng bước tu hướng tới trước. Lúc trước chưa khai ngộ phải từ từ lần lượt, không thể vượt bậc mà tiến. Nói tôi một khi ngồi xuống liền khai ngộ, đó gọi là dã hồi thiền, mới có hiện tượng cổ quái. Người chân chánh dụng công thì tâm không tán loạn, như như bất động, thời thời khắc khắc không quên dụng công. Lúc trước có giảng qua, ngồi thiền thì đầu lưỡi uốn lên hàm trên, có nước dãi thì nuốt vào, vì nước dãi khiến cho thân thể điều hòa, trị được bách bệnh, cho nên gọi là nước cam lồ, nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của bạn. Ở trước đã nói xong bài kệ của Ngài Thần Tú, bây giờ giảng bài kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Bồ đề vốn không thân. Vì Lục Tổ là người đốn ngộ, Ngài thật sự đã hiểu bản thể, cho nên nói giác vốn chẳng phải là một thân cây, không thể chấp vào hình tướng. Gương sáng cũng không đài. Gương sáng dụ cho Phật tánh quang minh, nhưng Phật tánh này chẳng có cảnh đài ở trong đó. Vốn không một vật. Phật tánh vốn chẳng có vật gì, sạch sẽ thanh tịnh, lại chỗ nào dính bụi bặm. Hai bài kệ trên đại biểu đốn và tiệm hai pháp môn. Chúng ta không nên lầm cho rằng Thần Tú nói sai, Lục Tổ nói mới đúng. Thật ra đây là hai giai đoạn mà người tu hành phải đi qua con đường này. Chúng ta ngồi thiền cũng như tầm làm kén, bị thất tình, hỉ nộ ai cụ, ái ác dục, lục dục trói chặt. Tuy nhiên thất tình không thể lập tức đoạn sạch, nhưng cũng được giảm bớt phần nào. Một, hỉ không nên vui vẻ quá độ, cười đến phát cuồng. Hai, nộ không nên nóng giận, cho nên một chút lửa có thể đốt hết rừng công đức. Ngàn ngày nhặt củi cháy trong tích tắc, bạn ngồi thiền thì tâm bình khí hòa, nhưng khi nóng giận thì bách bệnh phát sinh, khắp mình gân cốt đau đớn vì lửa sân đã thiêu cây bồ đề cháy sạch. Ba, ai không thể bi ai quá độ mà không tiết chế. Bốn, cụ tâm sợ hãi sẽ không được tránh đáng. Năm, ái thấy sắc đẹp sinh tâm ái dục, thấy kẻ khác có đồ tốt đẹp
để muốn chiếm làm của mình. Sáu ác, ác với ái ngược nhau, ái đến cực điểm thì chán ghét. Bảy dục, bao quát hết thảy dục niệm đều không tương ưng với đạo. Thất tình này phải giảm bớt, cho nên phải luôn luôn thường lau chùi. Thất tình giảm xuống đến cực điểm thì không còn nữa. Lúc này thường ở trong định, đi đứng, nằm ngồi đều tham thiền, đều dụng công, lúc này đã nhận ra bộ mặt thật của chính mình. Tâm thanh thủy hiện nguyệt. Giảng ngày 26 tháng 4 năm 1987. Thiền tức là tĩnh lự. Khi vị duy na đánh 3 tiếng mõ thì chúng ta bắt đầu ngồi, phải ngưng bặt hết thảy mọi vọng niệm. Khi nước đục không lắng trong thì không cách chi nhìn thấy đáy được. Khi bụi bặm lắng xuống, nước lắng trong thì mới thấy được đáy. Hàng ngày tư tưởng của chúng ta thường đẩy dẫy các thứ tạp niệm, khiến chúng ta hồ đồ trong sự hồ đồ. Khởi vọng tưởng tốt cũng là hồ đồ trong sự hồ đồ, khởi vọng tưởng xấu cũng là hồ đồ trong sự hồ đồ. Vì hồ đồ trong sự hồ đồ nên bị trần ai che lấp, nửa tin nửa ngờ, không thể chắc chắn. Tại sao không thể chắc chắn? Vì trong tâm quá hôn mê, không nhận ra đâu là tà, đâu là chánh, gì là đúng và gì là không đúng. Còn người sống hồ đồ trong sự hồ đồ ngày qua ngày, chính mình còn không biết những gì không đúng. Trước khi tĩnh tọa, mình không bao giờ chú ý đến có vọng tưởng, còn cho rằng mình rất thông minh. Đợi đến lúc ngồi thiền thì vọng tưởng tạp niệm đều dấy lên, lúc này bạn mới bắt đầu biết được, cho nên bạn mới biết có vọng tưởng. Thật ra trước khi chưa ngồi thiền, vọng tưởng của bạn mới nhiều, chỉ vì bạn không biết được mà thôi, cho nên bạn cho rằng không có vọng tưởng.